Tử vi tuổi Thìn tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, sông là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường là người rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của con giáp tuổi Thìn. Chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của người tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch và đặc biệt là cách hóa giải vận đen để gia chủ có một tháng suôn sẻ trong mọi công việc. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch. Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Thìn sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 1, tức ngày 19 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp làm Mậu Tuất, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, và Giáp Thìn sinh năm 1964. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 1, tức ngày 3 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 và mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu như muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 1, từ ngày 18 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 1, từ ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tháng đầu năm Tân Sửu không phải là thời điểm dễ dàng đối với người tuổi Thìn trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những áp lực trong công việc. Khi đã bắt tay vào công việc, không được lơ là, chênh mang. Trong công việc, bạn khó đạt được như kết quả mình mong muốn. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn cố gắng. Trong tháng sẽ có những căng thẳng, những mâu thuẫn tại nơi làm việc. Với những người làm kinh doanh, thị trường bất ổn và công ty của bạn sẽ xảy ra một loạt vấn đề. Lục đục, mâu thuẫn sẽ xảy đến. Nếu bạn là người lãnh đạo, người đứng đầu, bạn đã dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một phút nóng nảy mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến để bộ máy công ty làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời cũng nên có những lời động viên, khen ngợi kịp thời với nhân viên của bạn.
họ là những người đồng hành cùng bạn cho đến ngày hôm nay. Với người quyết định nhảy việc, tháng này sự thay đổi môi trường được khuyến khích vì có thể mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Tuy vậy, bạn rất cần có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm càng đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc. Đầu năm, tình hình tài chính của con giáp này thật sự không như ý muốn. Công việc không tốt ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của bạn. Những người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc của mình thì mới mong hưởng được lương thưởng. Người làm ăn kinh doanh thời điểm này cần hết sức chú ý, vì tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy bạn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Tuyệt đối không dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo lại mất thêm tiền. Tháng này chi nhiều hơn thu nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh trường hợp cháy túi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ ba, về mặt tình duyên. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn trong tháng 1 âm lịch không được tốt. Bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất rất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Cho nên bạn cần thư giãn và để bọn trẻ sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bên cạnh đó, những người độc thân cũng khó tìm được bạn đời. Bạn luôn sống trong thế giới của mình. Dù khó khăn, mệt mỏi cũng không hề chia sẻ. Đôi khi bạn để cái tôi của mình quá cao, dù sai nhưng bạn không chịu nhận lỗi về mình. Điều đó vô tình đẩy bạn ra xa hơn. Để may mắn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp bản mệnh chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe là vấn đề bạn cần phải quan tâm trong tháng 1 âm lịch. Áp lực từ công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo âu. Bạn cần phải có suy nghĩ tích cực, không nên oán trách, đổ lỗi cho bản thân hay cho bất cứ ai. Sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng là bạn phải nỗ lực để vượt qua nó. Đồng thời, những gia chủ tuổi Thìn không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kinh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Giáp Dương Mộc gặp canh Dương Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ có được tài lộc. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều để không bị xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Ngoài ra, trong sức khỏe, tuổi Giáp Thìn ít khi ốm đau nặng, song bản mệnh nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống. Để may mắn hơn trong cuộc sống cũng như có nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp bản mệnh chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe,
chiêu tài, hóa giải, thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra những phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Ngoài ra tháng này với người tuổi Bính Thìn vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm, gia đạo, an vui. Nữ mạng tuy có âm dương phù trợ nhưng do vận xấu, chưa thực hiện các mưu sự mới. Thứ ba, Mậu Thìn, sinh năm 1988. Tính cách của người Mậu Thìn có phần hướng nội, trầm tĩnh và khá ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân, xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Mậu Dương Thổ gặp canh Dương Kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, nếu gia chủ tuổi Mậu Thìn nếu có cơ hội thì nên chủ động và hãy chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Sự nghiệp của người Mậu Thìn tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Để tăng thêm tài lộc, các gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang, trì chú. Pháp khí sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Những người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có tính tình thẳng thắn, cương trực. Họ có suy nghĩ thuần khiết và không có mưu đồ hãm hại ai. Tuy nhiên, cảm xúc của người này thường lên xuống, thay đổi thất thường nên khiến cho người khác cảm thấy khó nắm bắt. Canh Dương Kim gặp canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Thìn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!